Xin chào tất cả các em, và chị tên là Nguyễn Hải Đông Thi và chị đến từ lớp 7.2 trường West Spring Sài Gòn. Và hôm nay chị sẽ giới thiệu với tất cả các em một cuốn sách đến từ tác giả Hạ Mơ có tên là Mẹ làm gì có ước mơ. Trong đây đã có một mẫu truyện ngắn rất là ấn tượng đối với chị có tên là Tết Độc Lập. Và ngay bây giờ chị sẽ đọc mẫu truyện ngắn này lên nhé. Tết Độc Lập. Sáng nay nó dậy sớm lắm, lôi trong tủ ra chiếc váy trắng công chúa xinh xinh. Gọi là váy trắng, chứ đã chuyển sang màu ngã vàng. Chị yến cho nó vì chị lớn rồi nên mặc chật. Nó thích lắm, nâng niu vô cùng, cả năm mới có một dịp để diện. Mẹ ơi, nhanh lên! Nó tiếu ta tiếu tiết. Mẹ chải tóc, chỉnh váy cho nó, rồi đèo hai chị em sang tỉnh để chơi trên con xe đạp cọc cạch. Đi trên trình đê dài đều ô gà ô vịt, những con bò đang thong dong gặm ngọn cỏ ngậm xương. Ông mặt trời cũng vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi sau xe của mẹ, thế giới có là bao. Đến cầu, dốc lắm, mẹ xuống xe dắt bộ. Cái cầu cũ kỹ lộ cả những thanh sắt. Ngồi yên, bám chắc vào nhé. Kẻo rơi xuống sông kia là con thùng luồn, con hà mã nó ăn thịt đấy. Hai chị em bám chặt vào nhau, bấu víu trên yên xe, chỉ sợ rơi thật. Bầu trời rộng lớn bao la, trên chiếc xe nhỏ bé. Còn mẹ thì có cả thế giới là các con. Công viên hôm nay vui lắm, vang lên đủ thứ nhạc bắt tai. Mẹ mua cho mỗi đứa một que kem mát lành, rồi thêm một chiếc kẹo bông mềm mịn tan ngay trong miệng. Vị thơm của dầu chuối hòa lẫn với miếng dừa khô, một chút cốm tươi xanh dần rụm trong cốc chè thập cẩm, thật ngon biết bao. Rồi mẹ lại dắt tay đi xem sở thú, đu quay, tô tượng. Mẹ ơi, sao chú khỉ kia lại bị nhốt trong lòng, chẳng biết nó có buồn không mẹ nhỉ? Những thứ mới mẻ và lạ lẫm trong mắt của đứa trẻ, cái gì nó cũng hỏi mẹ ơi. Nó chia nửa gói bim bim cho chú khỉ. Hôm nay nhiều người đến thăm, đến chơi, chắc chú khỉ sẽ vui lắm đấy. Ba mẹ con chụp ảnh kỷ niệm không? Bác chụp cho một tấm lấy ngay nhé. Đứa trẻ chẳng biết chụp ảnh là gì, chỉ biết được mẹ chỉnh váy áo lại cho ngay ngắn, nghiêm túc chỉnh tề. Rồi hai đứa sát lại gần nhau, cười rộ lên. 1, 2, 3, tách. Cái cảm giác ấy nhắc lại vẫn còn bồi hồi, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Một bức ảnh chẳng thể kể hết được. Nó nhớ mãi bóng dáng mẹ phía sau khung hình ấy là ánh mắt tràn đầy hy vọng, hạnh phúc và yêu thương. Trong đôi mắt nhỏ bé của nó là những năm tháng ấy làm màu đỏ tươi của lá cờ đỏ sao vàng, rộn ràng bài học vỡ lòng đầu tiên. Có phải là bài học tự tôn dân tộc, yêu thương mọi người? Tết Độc Lập không có bánh chưng, dưa hành, nhưng vẫn là cái Tết vui nhất và hạnh phúc nhất. Mai sau mẹ cũng mong các con làm theo lời bác dạy, độc lập, tự do và hạnh phúc. Sau câu chuyện này thì các em có rút ra một bài học gì đó không? Còn chị thì chị đã rút ra bài học là mình luôn luôn phải biết tự tôn dân tộc của mình, luôn đứng lên vì màu cờ sắc áo của dân tộc chúng ta. Và chúng ta cũng nên yêu thương và tôn trọng mẹ của chính mình, bởi vì mẹ là một người duy nhất. Mẹ là một người có thể là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình. Vậy nên mai sau chị cũng muốn các em sống theo lời của bác dạy, độc lập, tự do và hạnh phúc. Chúng ta luôn luôn đứng lên vì màu cờ sắc áo của vì dân tộc. Và chúng ta không nên phân biệt giữa màu cờ dân tộc giữa các vùng miền, bởi vì chúng ta chỉ là một. Chúng ta nên tôn trọng mọi người xung quanh. Chị cảm ơn các em đã nghe chị đọc sách. Và hẹn gặp lại các em vào mùa sách đợt sau.